một chiếc xe Hyundai Santa Fe ở phiên bản phun dầu sản xuất năm 2018 đang được chào bán với mức giá rất rẻ tại BK Hà Nội, Vương quốc Gầm Cao. Anh em thân mến, thì xe này mới về cách đây khoảng tầm hơn một tiếng và chúng tôi cũng chào bán với cái dạng nguyên mộc cho anh em. Đấy, thì thông thường thì chúng tôi sẽ về có thể spa, có thể đánh bóng, có thể dọn rửa nội thất hoặc là có thể sơn xi một vài chỗ để có thể chào bán cho anh em. Tuy nhiên thì xe này chúng tôi tự tin đến mức có thể là gì ạ? Chào bán ngay mà không cần phải sơn xi dọn dẹp gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cũng có một số những cái vết xước nho nhỏ thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với anh em luôn. Thì xe cũng mới về, đây có một số những vết xước ở phía tai xe này anh em nhé. Một số vết xước ở tai xe này. Đây, lốp thì đã được thay rồi anh em nhé. Lốp vừa tuần thứ 09 năm 2021 anh em ạ. Đấy, 2021, xe sản xuất năm 2018 nhé. Xe này thì cũng chưa có camera 360 độ đâu. Đấy, cửa thì có bị xước một chút đây. Đấy, và xe này thì có thể phải sơn lại một chút thì nó mất đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 ngày sơn xi lại và đánh bóng lại anh em nhé. Đánh bóng lại. Anh em nào mà quan tâm thì có thể qua trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn để xem xe. Và chúng tôi cũng sẵn sàng mời anh em qua xưởng, rồi qua cái khu vực dịch vụ của chúng tôi để có thể kiểm tra chất lượng sơn như nào anh em nhé. Đây, sản xuất năm 2018 và phiên bản cao cấp này thì đã được trang bị cái cửa sổ, cái cửa nóc được, xin lỗi các bạn, cửa hậu được trang bị cái cốp điện anh em nhé. Cửa hậu trang bị cốp điện. Và đặc biệt hơn nữa, đây chúng ta sẽ kiểm tra sâu hơn khu vực cốp này xem nó như thế nào. Đấy, đây là khu vực kích kìa, lốp này. Đấy, kích kìa. À, những cái phụ tùng này vẫn còn nguyên zin hết anh em nhé. Nguyên zin này. Đấy, tiếp tục ạ. Phía sau này, phía dưới này thì chúng ta có lốp dự phòng đây. Đấy, lốp dự phòng. Nhìn rất là mới luôn này. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại cái bên tay phải đây. Thì khu vực này thì có những cái gì ạ? Sườn này thì gần như cũng không có gì phải sơn dọn gì cả đâu anh em ơi. Đấy. Và bên trong này thì so sánh với những cái dòng xe cùng phân khúc ấy thì cái dòng xe Hyundai Santa Fe này thì có một cái ưu điểm. Đó là về mặt công nghệ thì chia sẻ với anh em là so với những cái dòng xe khác từ Ford Everest hoặc là Toyota Fortuner thì Hyundai Santa Fe có một cái điểm nổi bật đó là về công nghệ. Ví dụ như là cái chức năng sấy kính này, rồi chức năng auto hold này, rồi phanh tay điện tử thì đã được trang bị rồi. Ngoài ra thì màn hình đèn đổ start stop hay là cruise control cũng như là hệ thống điều hòa tự động và gương chiếu hậu tự động chống chói, đặc biệt là có cửa sổ trời. Đấy, có cửa sổ trời anh em nhé, cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn. Đấy. Đây tôi xem. Đấy, cửa trời toàn cảnh đây. Đấy, nhưng mà nhà mà có trẻ con ấy thì anh em phải hết sức cẩn thận nhá, bởi vì sao? Bởi vì không may mà mưa ấy, xuống là có thể là bị dột đấy. Đấy, đúng ạ. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta cẩn thận chúng ta lắp lại như này rồi thì chắc chắn là ok, không vấn đề cả anh em nhá. Bởi vì mọi thứ đó cũng tự động rồi, chúng ta chỉ cần một thao tác thôi. Đúng ạ. Ok. Rồi, cũng nhiều anh em hỏi là cái động cơ này thì là động cơ được trang bị máy xăng hay máy dầu. Thì xin thưa các bác, đây là phiên bản máy dầu nhá các bác nhá. Máy dầu. Đây các bác ơi, ở phiên bản máy dầu này thì được trang bị động cơ 2.2. Và cái động cơ này thì cũng chia sẻ với anh em, nó cũng có công suất rất là lớn. Đấy. Và đặc biệt hơn nữa thì hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá khá là mềm, có hơn 800 triệu thôi là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Với lãi suất thì bây giờ hiện tại trả góp thì rất là hợp lý. Đâu đó khoảng tầm 299 triệu với lãi suất là 0,9% một năm là có thể sở hữu được ngay dòng xe này rồi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này thì hãy qua trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn các nhá. Đấy, BK Hà Nội, Vương quốc Cẩm Cao.